lạ lùng vậy ta? Khu nào cũng giống khu nào, mà nhà nào cũng giống nhà nào luôn. Biết Cường đâu mà tìm? Cường ơi, Cường ơi Cường, sao khu nào cũng không có ai, không có ai sao biết cứ hỏi thăm trời. Mấy số anh? Chị. Mấy số? Chị bán mấy số hả? Ừ. Chị bán khu này hả? Ừ. Chị rảnh khu này không? Rảnh. Chị. Hả? Em đi sáng giờ mà em không tìm được bạn, không tìm người bạn. Bạn tên gì? Ở bạn em hả? Ở khu trọ nào? Em không biết khu nào nữa. Nó nói ở khu này mà đi khu nào cũng giống khu nào. Vậy chứ tên, chủ trọ tên tên gì? Bạn em á là một người cao. Cao. Cao, cao hơn em xíu nha. Cao hơn em. Đẹp trai, tụi dạ. Con nhìn nam tính mạnh mẽ lắm. À, tên hả? Tên là tên tên Cường. Cường. Anh Cường, em hay kêu bằng Cường. Dạ. Nghe quen quen ta. Nghe quen. Đúng rồi. Anh cao nha, chị cao hơn em nha. Bự con đẹp trai lắm. À, anh Cường. Trời ơi, lâm ly bi đát lắm. Trời ơi, thiệt. Thương gì đâu luôn á. Ngồi đẹp trai, tốt bụng. Trời ơi, ai cũng thương hết á. Mà số phận trớ trêu. Là sao? Lên sao mà trớ trêu lâm ly bi đát là sao? Ung thư giai đoạn cuối. Trời ơi, biết bao nhiêu người gom góp cho tiền để vượt qua mà không vượt qua được. Trời, nói tên Cường á, nhiều khi á, tôi đau lòng luôn á. Tội lắm, tôi đâu mà đẹp mà sao khổ dữ vậy không biết nữa. Sao Cường bị bệnh mà Cường giấu tôi, Cường bỏ lên đây rồi Cường sống một mình. Có ai giúp ảnh rồi, có ai chữa trị cho ảnh rồi? Sao chị? Còn quen anh hả? Trời ơi, bạn sao không giúp em đi, bản thân luôn. Dạ. Anh còn tội nghiệp lắm, không nhiều người giúp không có vượt qua được. Dạ ơi, dạ. Chị thương em, chị chỉ giúp em. Anh ở phòng nào, em vô em gặp anh. Gặp trước khi anh nhắm mắt. Cô không ở đây. Vậy chứ anh ở đâu? Ở khu khác. Khu nào nữa? Ở trong phòng tôi á. Vậy là chị đem anh Cường về, chị lo lắng cho anh hả? Em cảm ơn chị nhiều lắm. Không phải, anh Cường là nam chính trên phim truyền hình đang chiếu trên TV á, nhà nào tôi cũng theo dõi hết, tôi ngưỡng mộ dữ lắm luôn, anh đẹp trai gì đâu, tôi mới. Bà nội ơi, bà nội, xem xíu nữa tôi rơi lệ rồi. Bà vừa phải thôi, tôi hỏi Cường là Cường bạn tôi ở ngoài đời, chuyện bà kể anh Cường nào trong TV vậy bà? Chỗ ai biết được, khi tôi nghe tới Cường, trời ơi, Cường không rành nằm trong tim tôi luôn, cho nên là nói tới là tương vậy đó. Vậy là Cường bạn anh khác Cường TV phải không? Dạ, bạn em ngoài đời, không phải là diễn viên, chị có biết chị giùm em? Không biết, nói nghe đợi làm sao mà mua số đi. Không hơn mùa. Nó nghe là số 13 nè, xui của tôi. Ừ, xui tôi thì có chị. Phải có đẹp không? Không. Thôi, giờ tôi đi bán, tranh thủ trưa về coi phim. Phim buổi tối chiếu, trưa phát lại. Dạ, bán lẹ đi chị, ế đó chị. Tôi ghi phim đã lắm cho anh Cường, tôi thương anh Cường, tôi mê anh Cường gì đâu luôn á trời. Anh Cường với tôi không hấp luôn á. Bà có mê phim, mê thích ứng gì trời. Hú hồn. Cường ơi. Không lẽ giờ bỏ cuộc trời. Em còn sáng sớm tới giờ, muốn tối luôn. Không thấy ai, không biết nhà ở đâu. Ê, ai vậy? Sao ai giống Cường quá vậy ta? Ê. Cường. Bay phải không? Ủa? Không nhớ. Trời ơi. Ủa? Mày đi đâu đây? Tìm mày. Mày tìm tao làm gì? Nhớ thật. Ê lộn. Nói chung là lâu ngày không gặp, không thấy mày liên lạc, không thấy mày về đi thăm mày thôi. Nhà tao với bình thường hả? Có bị gì không? Không mất không gì, không trái không gì đó. Cùng yên là tao canh mà. Canh tao hả? Ừ. Gặp rồi về đi. Khủng quá. Tao đi từ sáng tới giờ muốn khuya. Gặp mày mừng chưa nói chuyện với mày đuổi tao về. Ê, dạo này cuộc sống mày sao? Bình thường. Bình thường là bình thường sao? Mày làm gì? Mày làm nghề gì? Hả? Mày học hành sao rồi? Ngon là đâu? Không ngon lắm nhìn. Được thôi. Phù hồ vậy cũng ngon mày. Cái gì? Phù hồ.
không làm gì cũng được, miễn sao làm nghề lương thiện được rồi. Chắc làm phụ hồ cực lắm hay sao mà mình thấy mày mệt mỏi quá, hay là để tao đi làm phụ hồ phụ mày nghe. Mày biết làm phụ hồ không? Rồi làm phụ hồ với ẹc à, xúc đất xúc cát rồi khiêng gạch thôi. Nếu không biết thì mày chỉ tao thêm, thì tao đi làm tao gánh luôn phần của mày cho. Không có dễ đâu. Tự nhiên mày không ở nhà chị hai mày lên đây đi làm phụ hồ mày khùng mày. Bà chị hai tao mới tự lo cho bà được, cần gì phải tao lo. Hay là lên đi làm phụ hồ chung, rồi nếu không thì tao đi làm nghề khác, tao ở chung với mày được không? Sao quyết định vậy phải không? Ừ, được phụ hồ được mà. Để tao hỏi thử chỗ tao coi, nhưng mà con không chắc đâu nha. Nhưng mà mày định ở đâu? Ở nhà mày chứ đâu biết, có mình mày à. Không được đâu. Sao không được? Ừ thì tao nói là thôi được rồi, về đi. Dù gì á mày cũng lên đây cũng không quen biết ai, tạm thời thì về chỗ tao ở tạm đi, rồi tao hỏi thử được hay không rồi tính sao. Về đi ha. Thiệt tình mày, nhà không chịu ở mà đi. Mấy em xíu nữa tao bỏ cuộc tao về lại rồi, hôm sau gặp mày đúng là tới nhà đó. Tới hả? Cái gì vậy? Sao có dép phụ nữ? Ồ mày chia phòng với phụ nữ hả? Có tiếng con nít khóc nữa. Bộ người ta giữ trẻ trong nhà mày hả? Hoài luôn nè. Tôi hùng luôn vậy đó. Anh đem tiền về không vậy? Hết sữa rồi đó. Không có, mà ta chưa cho lãnh lương. Trời đất ơi, rồi đấy cái gì mua sữa? Nhà thì hết gạo, cái gì cũng hết hết trơn á. Giờ sao mà sống này hả? Giờ tiền đâu mà sống? Tiền, cô xuống ngay cái tiền à. Anh nói cái gì vậy? Anh la tôi á hả? Bây giờ không có tiền, giờ cặp đất ăn ha. Trời ơi, Cường ơi là Cường, mày lấy vợ mày đẻ con mà nào vậy? Sao mày không cho tao biết? Hèn chi bật vô âm tính luôn. Cuộc sống vậy sao sống? Giờ anh muốn làm gì anh làm đi, nhà con anh nuôi đi. Giờ tôi chịu hết nổi rồi, tiền thì không có, con cái như vậy. Chị chơi nó bỏ con đi luôn hả chị? Trời ơi Cường ơi là Cường, mày không cần phải nói gì nữa, tao nghe hết rồi, tao hiểu hết rồi. Mày dở lắm. Mày chọn chi cuộc sống mà nó khổ dữ vậy. Rồi mày để người ta đi luôn, mày không cản lại hả? Thường cũng đi, sao cản được mày. Chắc nó đói, nó khóc á. Mày đưa nó, tao ẩm cho rồi. Mày pha sữa cho nó bú đi. Pha sữa? Nó nín này, tao dọa nó nín này. Sao tôi thấy nó nín rồi mà chữ còn tiếng khóc nào vậy? Còn đứa nữa. Trời, hai đứa. Xin lỗi. Nín rồi. Ê Cường, mày thấy tao giỏi không? Tao có khiếu làm mẹ không? Ê nhưng mà giờ Tao hỏi thiệt mày, con này mày trả lời thật lòng nghe. Mày nói đi. Tụi nó sinh đôi hả? Ừ. Chắc là con mày đúng không? Chắc. Tao thấy hai đứa nó không giống nhau. Bác sĩ nói là sinh đôi không cùng trứng nên không giống nhau. À vậy hả? Ê, đứa nào anh, đứa nào em? Thằng này là anh, tên Phong. Còn đó là em, tên Vũ. Phong Vũ? Nghe tên được.
Không ngờ bỏ lên đây lấy vợ có con vậy mà tao. Mẹ có hai đứa nhỏ tên là Loan. Tao với cô ấy sống với nhau cũng hơn năm rồi. Hèn gì mày đi biển biệt không thấy mày về quê, rồi giờ tao bỏ đi rồi mày không thể nào mà nuôi hai đứa nhỏ được hết á. Tao định là ít bữa nữa lên thành phố. Tao nghe nói là ở trên đó việc làm dễ mà lương cao nữa. Đâu có được, mày không thể nào đem hai đứa nhỏ theo mày được. Tao đâu có đem theo đâu, đem theo làm sao mà làm. Tao định là tìm gia đình nào đó hiếm một cho hai đứa nhỏ. Hey, không được, con mình sao đem cho người khác nuôi được. Bậy à. Giỏi, giỏi lắm, giỏi lắm bác thương. Trời ơi, hai đứa con là bác thương lắm á nghe. Nói một cái luôn, một cái là ngủ liền à. Ủa, mới về hả? Trời ơi, nó ngủ ngoan lắm. Chưng nè, công nhận Út nhớ giỏi thiệt nha. Chăm em bé rất là ngoan luôn á. Hình như là có cái số làm mẹ hay lộn, có cái gian làm mẹ hay sao á. Gu cái nó đến khe nó ngủ. Hai đứa này nửa lớn chắc nghe lời tôi lắm nè. Cảm ơn nha. Ơn nghĩa gì, tự nhiên cảm ơn ta. Con của Cường cũng như là con của tôi vậy. Vậy từ nay bốn người mình là một gia đình nha. Đúng rồi, gia đình hạnh phúc. Có bốn người, Cường nhớ Phong Vũ. Ê, đừng có buồn nữa. Kể từ giờ phút này gia đình mình sẽ có bốn người, Cường, Bá, Phong, Vũ.